Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 18 tháng 8 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trong tháng 9. Sang tháng 10, nắng nóng chỉ có thể xảy ra cục bộ ở các khu vực này. Trong khi đó, mùa mưa tại Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Mưa lớn tập trung vào tháng 10, tháng 11. Điểm đáng lưu ý là từ tháng 9, tháng 10, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động và có xu hướng gia tăng tần suất. Từ tháng 11, cường độ mạnh dần. Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9, tháng 10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, không khí lạnh tiếp tục gia tăng tần suất, cường độ. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Dự báo trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay ngày 18 tháng 8. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.